Công ty điện máy Bình Dân, chuyên bán các dòng điện máy với giá cả bình dân. Liên hệ 0364 91 6666. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là mẫu máy gieo hạt. Bên em mới nhập về dòng này dòng 16 mỏ nhé. 16 mỏ cha. Đây chúng ta có thể nhìn thấy. Con này thì nó có thể trồng được tất cả các loại hạt. Từ hạt đỗ đen, đỗ tương, đỗ xanh, đỗ đỏ, hạt lạc, hạt ngô hay là thậm chí là hạt rau cải, rau dền nó đều trồng hết. Nhờ cái cơ chế ở bên trong rất là thông minh, chúng ta có thể nhìn thấy cái hộp chứa hạt rất là lớn này, nó nguyên trong một cái chiếc máy này đều có thể chứa hạt hết, đổ đầy đến tận cái này luôn, cho nên là nó sẽ chứa được rất là nhiều hạt. Con này dùng rất là phù hợp cho các bác ở trong miền Trung, chúng ta sử dụng cái bãi rất là dài, đẩy hoài không hết giống. Thì hôm nay em qua chuẩn bị một chút đỗ tương để em đẩy cho quý vị và các bạn xem chiếc máy này. Và em đang lắp cái bộ chia cho đỗ tương rồi, bây giờ là đẩy để đánh giá về cái độ đồng đều của chiếc máy. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là cái lượt đầu tiên nó sẽ ra rất nhiều vì là lượt đấy là chúng ta đã nghỉ. Con này đẩy chúng ta nên đẩy đều tay một chút để tránh nó bị sồ và nhiều hạt của cái mỏ đầu tiên. Đây các bác có thể nhìn thấy khi chúng ta đẩy nó đẩy đều rồi, nó rất là đều, ra một hoặc hai hạt. Ưu điểm lớn của con này nó sẽ không mất hạt thôi, nhưng khi chúng ta bắt đầu cái điểm đầu tiên này thì nó lại xé ra nhiều hạt, vì là cái điểm đấy nó sẽ nằm ở đấy, nó sẽ sót lại rất là nhiều. Đấy, em đã đẩy được xong 3 hàng rồi và quý vị và có thể nhìn thấy nó sẽ ra không được 100% một hạt hay hai hạt đâu. Nó sẽ ra theo kiểu như là hạt to thì sẽ ra một mà hạt nhỏ sẽ ra 2 với 3 đấy. Còn đâu cái chuyện nó mất hạt thì nó rất là ít thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là ok đấy. Đấy, điểm khác biệt lớn nhất của chiếc máy này các bác có thể nhìn thấy là chính là cái mỏ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy mỏ này nó hàn được thêm một cái gạt đất. Khi mà chúng ta chuẩn bị cắm đất mà có một cục đất to nó chặn đây, nó sẽ chẻ đôi cục đất ra, nghĩa là hạt giống của chúng ta sẽ xuống đều, nó sẽ không bị vướng hạt vướng cục đất nào cả, cho nên là nó đẩy đến đâu nó xong đến đấy. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy chiếc máy này có cơ chế là mở cái mỏ, chúng ta cái mở cái bảo vệ mỏ ra. Nếu như chúng ta muốn trồng sâu chúng ta sẽ bỏ luôn cái này ra trồng thì nó sẽ sâu được khoảng chừng 1 phân nữa. Đấy. Ở trên đây thì em đã giới thiệu và chạy thử hạt đỗ tương cho cái máy gieo hạt 16 mỏ mới nhất này. Thì mọi thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của em.